Xin chào tất cả các em. Buổi học hôm nay cô và các bạn chúng ta sẽ đi nốt các bài tập còn lại của bài áp suất bài 16 ở trong quyển sách bài tập khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách cánh diều nhé. Các em hãy ủng hộ cô bằng cách cho cô một đăng ký kênh, một like và hãy để lại bình luận của các em, cảm xúc của các em sau khi các em xem video bài giảng của cô ở phía dưới để tăng tương tác với kênh của cô. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng đi vào bài tiếp theo, đó là bài tập 16.7. Có 4 khối tam giác có khối lượng bằng nhau đặt trên sàn như hình 16.1 ở đây. Khối tam giác nào? Khối tam giác ở hình nào tác dụng áp suất lớn nhất lên mặt sàn? Như vậy ở đây thì người ta nói là vì khối lượng của 4 cái tam giác này nó bằng nhau nên các em suy ra được cái lực ép. Lực ép thì nó sẽ chính là trọng lực. Trong trường hợp này, lực ép chính là cái độ lớn của lực ép ấy, thì nó chính là trọng lực, đúng không? Vì khối lượng bằng nhau nên chúng ta sẽ suy ra được cái trọng lượng nó cũng bằng nhau. Vì trọng lượng là bằng 10 lần khối lượng. Khối lượng bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra được cái lực ép sinh ra là bằng nhau. Vậy, chúng ta có lực ép bằng nhau rồi, thì bây giờ các em chỉ cần so sánh cái gì thôi? So sánh cái gì nào? So sánh cái phần diện tích tiếp xúc. Diện tích tiếp xúc trong trường hợp nào là bé nhất thì nó sẽ gây ra cái áp suất sẽ là lớn nhất. Tử số bằng nhau, mẫu số càng nhỏ thì chúng ta được kết quả càng lớn. Như vậy ở đây chúng ta có như sau. Bài tập 16.7, ta có 4 khối tam giác có khối lượng bằng nhau. Vì 4 khối tam giác có khối lượng bằng nhau nên các em sẽ suy ra được cái gì các em? Nên là cái áp lực tác dụng lên mặt sàn là bằng nhau. Nên cái áp lực ép đấy tác dụng lên sàn sẽ bằng nhau. Đến đây thì chúng ta có như sau. Chúng ta có áp suất gây ra bởi cái hình tam giác A thì nó sẽ bằng lực ép chia cho SA, chia cho phần diện tích tiếp xúc của cái hình tam giác A, đúng không nào? Rồi PB này thì cũng bằng cái lực ép đấy chia cho SB. Tiếp tục chúng ta có áp suất của hình C thì cũng bằng cái áp lực đấy nhưng chia cho phần tiết diện C. Và cái áp suất của cái hình D thì vẫn là áp lực ép chia cho diện tích tiếp xúc D. Bây giờ vấn đề là chúng ta phải đi so sánh diện tích tiếp xúc. Các em nhìn diện tích tiếp xúc như sau. Cái hình này, diện tích tiếp xúc là phần này. Cái này là diện tích tiếp xúc, nó chỉ có một chút xíu ở đây thôi. Cái này là diện tích tiếp xúc thì lớn hơn cái này, đúng không? Và cái này là phần diện tích tiếp xúc này là lớn nhất. Đây, cái phần này tiếp xúc mặt đất là nhiều nhất. Cái này tiếp theo là đến cái này. Tiếp theo là đến hình A và cái diện tích tiếp xúc của hình B là nhỏ nhất. Như vậy đến đây chúng ta sẽ có là FD này. Thì nó lớn hơn diện tích tiếp xúc của C này. Lớn hơn diện tích tiếp xúc của A này. Và nó lớn hơn diện tích tiếp xúc của B. Như vậy thì chúng ta thấy như thế nào? Tử số bằng nhau. Tử số thì bằng nhau rồi. Mẫu số mà càng nhỏ ấy thì chúng ta được kết quả càng lớn. Từ đây, từ những cái này thì các em sẽ suy ra được cái gì các em? Chúng ta sẽ suy ra được là áp suất của B này, áp suất sinh ra bởi cái hình B nó sẽ lớn hơn là áp suất sinh ra tác dụng lên mặt sàn của hình A, lớn hơn áp suất của hình C tác dụng lên mặt sàn và lớn hơn áp suất của hình D tác dụng lên mặt sàn.
Như vậy chúng ta có áp suất mà hình B tác dụng lên mặt sàn là lớn nhất, rồi đến hình A, rồi đến hình C và cuối cùng là hình D. Bởi vì khi mà diện tích tiếp xúc càng lớn, tử bằng nhau, mẫu càng lớn thì cái kết quả này nó sẽ càng nhỏ. Như vậy áp suất của hình D sẽ là nhỏ nhất. Đúng không? Vậy thì bây giờ các em quay lại với đề bài. Người ta hỏi là gì? À, khối tam giác nào tác dụng áp suất lớn nhất lên sàn? Thì chúng ta sẽ trả lời là vậy tam giác B. Kết luận lại thôi. Chúng ta có vậy tam giác B gây ra áp suất lớn nhất lên sàn. Vậy tam giác B gây ra cái áp suất lớn nhất lên mặt sàn. Xong được bài tập 16.7. Cô tiếp tục chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập chấm 8. Những bạn nào chưa xong thì các em có thể dừng lại một chút để các em tiếp tục làm xong. Cô có bài tập 16.8 như sau. Một chiếc ghế 4 chân. Nhớ là nó có 4 cái chân này này, người ta ghi rõ ràng là 4 chân nhá. Đây. Có khối lượng là 5 kg. Chiếc ghế này có khối lượng 5 kg đặt trên mặt sàn. Trong đó diện tích tiếp xúc, cái này là của mỗi chân, tức là một chân thôi. Một chân thì có diện tích tiếp xúc là 3 cm². Tính áp suất của ghế tác dụng lên mặt sàn trong trường hợp có một người có khối lượng là 50 kg ngồi trên ghế. Như vậy khi mà người ngồi trên ghế thì các em sẽ tìm cho cô là khối lượng của cả người và ghế. Thì các em sẽ lấy 50 các em cộng với 5 thì bằng 55 kg. Và người và ghế thì người ngồi trên ghế thì cái áp lực tác dụng lên mặt sàn thì nó chính bằng độ lớn của trọng lượng. Độ lớn của trọng lượng trong trường hợp này thì các em sẽ lấy khối lượng của cả người và sàn các em cộng với nhau rồi các em nhân với 10. Từ khối lượng các em nhân với 10 để suy ra được trọng lượng. Trọng lượng đấy chính là độ lớn áp lực. Tính được độ lớn áp lực rồi, chúng ta sẽ cần phải tính thêm diện tích nữa. Ở đây ghế này có 4 chân mà đề bài người ta mới chỉ cho có diện tích của một chân thôi. Thì các em sẽ lấy diện tích này, các em nhân với 4 lên để tính ra được diện tích 4 chân. Và cái diện tích đấy các em sẽ phải đổi ra đơn vị là mét vuông. Bởi vì trong công thức tính gì? Tính áp suất đấy. Thì chúng ta có là cái công thức tính áp suất thì bằng F trên cho S. Trong đó F phải tính bằng mét vuông. Và ta lắp vào công thức để chúng ta tính áp suất thôi. Đúng không? Sau khi phân tích ra thì cô sẽ có bài 16.8. Ta có khối lượng của người và ghế. Kem sẽ đi tìm cho cô. Đó là khối lượng của người và ghế. Thì các em sẽ lấy 50, các em cộng thêm 5. Như vậy cả người và ghế là 55 kg. Tiếp theo các em sẽ tìm cái áp lực của người và ghế tác dụng lên mặt sàn. Áp lực của người và ghế tác dụng lên sàn muốn tìm áp lực thì như cô nói là áp lực chính là cái trọng lượng.
thì các em sẽ lấy khối lượng các em nhân 10 bằng 550 Newton. Như vậy chúng ta biết được áp lực rồi. Tiếp theo là các em sẽ tìm là cái diện tích tiếp xúc của bốn chân ghế. Diện tích tiếp xúc của bốn chân ghế các em sẽ lấy diện tích tiếp xúc của một chân ghế, cái này là F này, cái này là S này. Diện tích của một chân ghế ở đây là bằng 3, các em nhân 4 lên, bằng 12 cm². Từ mét vuông, từ cm vuông đổi sang mét vuông thì các em đi chia cho 10.000. Như vậy các em lấy cái số này, các em đi chia 10.000. Chúng ta được kết quả là bằng 0,0012 mét vuông. Cô nhắc lại cách đổi, các em sẽ lấy số này, các em chia 10.000 để ra mét vuông. Sau khi đổi ra mét vuông rồi, chúng ta biết được lực ép rồi, biết được diện tích tiếp xúc rồi, thì các em sẽ tính ra áp suất của chiếc ghế tác dụng lên mặt sàn. Áp suất của ghế tác dụng lên mặt sàn ta có P thì bằng F chia cho S. Như vậy các em lấy 550, các em đi chia cho 0,012. Năm trăm năm mươi chia cho 0,0012 nhé các em. 0,0012. Như vậy nó sẽ bằng 458.333. 458.333,333 đấy. Pascal. Hoặc các em có thể để đơn vị là Newton trên mét vuông. Cái số này thì các em có thể làm tròn là nếu như mà bạn nào làm tròn là 460.000 gần bằng 460.000 thì các em sẽ viết là bằng 4,6 x 10 mũ 5 Pascal cũng được. Tuy nhiên là các em để như số như cô đây cũng được. Đơn vị thì các em có thể là để là đơn vị là Newton trên mét vuông hoặc là đơn vị Pascal như cô viết ở đây nhé. Trên đây cô và các em đã vừa đi được xong được thêm bài tập 16.8 rồi. Những bạn nào mà vẫn chưa xem xong nhưng mà chưa hiểu kỹ thì các em có thể dừng lại một chút để các em làm tiếp cho xong, để xem kỹ lại cho nó hiểu. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang bài tiếp theo. Cô chuyển tiếp sang bài tiếp theo như sau. Ta đi vào bài tập cuối cùng đấy. Bài tập cuối cùng, vì sao những xe ô tô chở khối lượng lớn hàng hóa thì lại có nhiều bánh? Người ta thiết kế cái xe đấy có nhiều bánh như này. Khi mà cái xe ô tô nó chở khối lượng lớn hàng hóa ấy,
thì cái khối lượng của xe và hàng hóa sẽ lớn đúng không? Khối lượng lớn thì nó sẽ gây ra cái áp lực lớn ở trên mặt đường. Bởi vì áp lực thì nó sẽ chính bằng khối lượng của cả xe và hàng nhân với 10 lên. Đấy, áp lực trong trường hợp này thì nó chính bằng trọng lượng của xe và hàng. Như vậy thì khối lượng lớn thì sẽ gây ra, sẽ có trọng lượng lớn. Trọng lượng lớn thì sẽ gây ra áp lực lớn trên đường. Và khi mà áp lực lớn trên đường như vậy thì nó dễ làm cho đường xá của chúng ta dễ bị hư hỏng. Vậy để tránh cái điều này thì các phương tiện người ta làm nhiều bánh. Người ta làm nhiều bánh để tăng cái diện tích tiếp xúc của cái xe này với mặt đường. Khi tăng diện tích tiếp xúc với mặt đường thì nó sẽ giảm đi cái áp suất của xe, cái phần áp suất của xe lên mặt đường nó sẽ bị giảm đi. Đấy, nó được giảm đi. Được giảm đi như thế thì nó sẽ hạn chế làm cho đường không bị hư hỏng. Vậy bây giờ các em sẽ trình bày bài tập 5.19 như sau. Bài bài tập 16.9 chứ. Cô sẽ viết sang phía bên này, cô để sang phía bên này cho các em theo dõi cho nó dễ nhé. Bên kia thì cũng được nhưng mà nó kiểu cái quyển sách nó đang bị ở cái gân ấy. Đấy, nên là nó sẽ bị gập ghềnh thì các em khó nhìn hơn, đúng không? Như vậy ở đây cô có như sau này. Xe ô tô chở khối lượng lớn hàng hóa thì nó sẽ gây ra cái áp lực ép là lớn ở trên mặt đường. Bạn nào ghi cụ thể hơn thì các em có thể ghi chi tiết là khi mà khối lượng hàng hóa lớn thì trọng lượng của xe và hàng hóa lớn. Đấy, các em có thể bổ sung như vậy. Khối lượng hàng hóa lớn thì suy ra trọng lượng sẽ lớn. Trọng lượng lớn thì cái áp lực tác dụng lên mặt đường là lớn, dẫn đến đường dễ bị hư hỏng. Để tránh điều này, các phương tiện cần có nhiều bánh xe để tăng cái diện tích tiếp xúc với mặt đường. Và khi mà tăng diện tích tiếp xúc thì nó sẽ làm giảm được áp suất tác dụng lên mặt đường. Làm cho đường xá ít bị hư hỏng, đúng không nào? Dẫn đến là đường không bị hư hỏng. Như vậy trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ nốt các bài tập còn lại của bài 16 ở trong quyển sách bài tập khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách cánh diều. Cô rất cảm ơn các em đã chọn kênh Biết Hạnh để xem video bài giảng. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.